Minh Triệu đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc BVL Gary. Đây là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Ý và sản phẩm của chúng ta ngày nay là một chiếc với phần thân vỏ toàn bộ bằng vàng khối AU750. Có thể nói là hàm lượng cực kỳ nặng, nó loanh quanh có 1,5 cây đến 2 cây vàng. Vì sao vậy? Vì chiếc này sử dụng một cái đường kính khá là lớn là size 42mm. Độ dày thì rất là dày vì nó mang cho mình cỗ máy Chronograph, cỗ máy automatic, thì nó sẽ dày hơn với cả bộ máy Thụy Sĩ thông thường rất là nhiều. Độ dày chiếc này loanh quanh khoảng độ 14-15mm các anh em ạ. Đó, cặp lung càng cũng khá là dài này thì chắc chắn rồi sẽ phù hợp với anh em cổ tay to. Và với cái đường kính lớn như này thì cái chiếc này nó chứa rất là nhiều vàng anh em nhé, cầm cực kỳ nặng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến mặt số chiếc này. Nó được thiết kế khá là đặc biệt với mặt đeo màu trắng đánh vân Gulu Chue. Bên trong thì thiết kế những cái sắp đồ quen thuộc của những cái sản phẩm Chronograph rồi. Chúng ta sẽ có kim dây chính nằm tại góc 9 giờ, đây là sắp đồ Small Second. Hai kim còn lại kết hợp với cả kim dây dài, nó thể hiện cái tính năng Chronograph, tính năng bấm giờ thể thao, và hiện tại cái tính năng này đang vận hành. Thế anh em có thể sử dụng cái tính năng đó bằng cách là bấm hai cái phím nằm tại góc 2 giờ và góc 4 giờ. Đã có rất là nhiều video mình đã hướng dẫn cho anh em rồi. Ở vị trí góc 4 giờ 30 là một ô lịch ngày, và bên trên góc 12 giờ thì sẽ là một cọc số 12 rất là to, số Arabic. Những cặp số còn lại thì thiết kế bằng cặp số vạch, và toàn bộ kim cọc trên chiếc này được hãng thiết kế bằng vàng khối luôn anh em nhé, với kim giờ kim phút được phủ dạ quang, dòng chữ BVL Gary và automatic nằm tại góc 12 giờ. Mặt kính sử dụng vẫn là một cái mặt kính sapphire nguyên khối, và cái niềng benzen cũng khá là ấn tượng với thiết kế dòng chữ BVL Gary đó. Nó được xếp tựa như là những cặp số của chúng ta đó. BVL Gary cũng là một thương hiệu khá đặc biệt, nó được phát minh ra những chiếc đồng hồ có thể nói là mỏng nhất thế giới, và anh em có thể lên Google để search tìm hiểu. Chiếc đồng hồ mỏng của BVL Gary nó chỉ mỏng, theo mình tìm hiểu nó chỉ vài mm mà thôi, cực kỳ mỏng, siêu mỏng nhá. Nó chỉ mỏng như một chiếc đồng xu thôi. Đó, chúng ta sẽ có một bộ dây da sử dụng trên chiếc này là dây màu nâu cánh gián, và đây là sợi dây đã được anh khách của chúng ta nâng cấp lên rồi. Cùng với đó chúng ta sẽ có một bộ khóa đôi của BVL Gary, và toàn bộ khóa này cũng được thiết kế bằng vàng khối, với một cái vòng tròn nó tựa như là một cái niềng của chiếc đồng hồ. Phần này chúng ta sẽ có những cái thông tin là chuyện AU750 này, chuyện đầu chó, và ở đây chúng ta sẽ có những cái chuyện của hãng rất là đẹp, vàng khối anh em nhé. Phần đáy chúng ta sẽ được thiết kế một cái đáy kín với dòng chữ BVL Gary này, và rất là nhiều những con ốc vít nằm tại các điểm để cố định. Và chúng ta sẽ có những con ốc này cũng được thiết kế bằng vàng khối, và chúng ta sẽ có những cái chuyện như là chuyện AU750 này, chuyện 18K, chuyện cân tiểu ly, chuyện đầu chó, và chúng ta sẽ có một cái mã phép Refident và một cái số serial number. Đó. Bộ máy sử dụng trên chiếc này là một bộ máy ATA cực kỳ bền bỉ theo thời gian, bộ máy Chronograph. Và nếu như anh em có điều kiện đi lau dầu bảo dưỡng chiếc BVL Gary này thì chúng ta có thể chụp lưu lại tấm hình bộ máy bên trong, nó rất là tuyệt vời. Đó. Và với chiếc BVL Gary chiếc này thì bên mình giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt. Chỉ 198 triệu mà thôi. Áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Và nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.